Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này, cùng với các ban ngành, các địa phương, ngành y tế Lào Cai đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh để mọi người, mọi nhà yên tâm đón Tết vui xuân. Bác sĩ Đỗ Hồng Phong cùng các cán bộ trạm y tế xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên vừa trải qua một đêm thật sự vất vả. 7 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện là các trường hợp lao động về từ Hà Nội. Lấy mẫu xét nghiệm, bố trí chỗ cách ly tạm thời cho các trường hợp trên trong thời gian chờ kết quả khẳng định. Tất cả công việc đã được các cán bộ trạm y tế khẩn trương thực hiện ngay trong đêm. Ưu tiên số 1 cho bây giờ là công tác phòng chống dịch. Số lượng một công dân của Kim Sơn là đi từ tỉnh xa về cũng rất là đông. Riêng cán bộ để trực dịch 24/24 cùng kết hợp với công an để sẵn sàng có những trường hợp cần phải xác minh dịch thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiến hành ngay. Thời điểm cận Tết, các lao động đi làm ăn xa đã bắt đầu trở về địa phương. Công việc của các cán bộ y tế tại cơ sở vì vậy cũng bận rộn vất vả hơn nhiều. Bất kể giờ giấc, ngày đêm. Và dịch COVID-19 càng phức tạp, công việc của các anh chị càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Có những trường hợp có những người ta một là không đồng ý đi, hai nữa là người già mình có thể là sẽ chia sẻ cùng bà con đến tận nhà để lấy. Chúng tôi thì cũng rất là lo lắng, nhà thì con nhỏ, nói thực sự ra thì đấy. Như đợt này là tất cả anh em lấy quần áo hết về ở tại trạm này cho nó yên tâm. Xã Kim Sơn có gần 500 trường hợp công dân đi làm ăn xa trở về địa phương. Tất cả đều đã thực hiện khai báo y tế đúng quy định, cách ly theo yêu cầu. Có trường hợp trở thành F0, nhưng trên địa bàn xã không phát sinh F1. Nỗ lực này có được là từ sự sâu sát của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đảm bảo tất cả mọi người dân đều nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp an toàn cho mình và cộng đồng. Em từ Hà Nội về thì biết là nói chung là cũng tuân thủ theo bên trạm xá thì em cũng đã đến trạm em khai báo và các anh cũng hướng dẫn nhiệt tình, có nghĩa là khi về là không được tiếp xúc với ai và nói chung là về có biểu hiện ho sốt gì như nào thì các anh cũng bảo cho số điện thoại để điện. Y tế cũng đang làm tốt công tác và nhất là tuyên truyền vận động đến người dân. Kể cả những đi làm ăn xa về phải đến trạm y tế khai báo và đang thực hiện tốt cái 5K và khai báo y tế và tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo xã để cho đến thời điểm bây giờ thì Kim Sơn đang làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm này, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh được ngành y tế ở cơ sở triển khai mạnh mẽ, thiết lập lá chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào địa bàn. Với sự quyết tâm cao, những nỗ lực từ tuyến cơ sở sẽ góp phần bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch bệnh, giúp người dân yên tâm đón Tết vui xuân.